Trong hoàn cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại, để đảm bảo thực hiện mục tiêu kép từ đầu năm cho đến nay, Đà Nẵng đã tập trung khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm động lực. Bước đầu, việc giải ngân đầu tư công có bước khởi sắc. Vượt qua khó khăn do dịch bệnh, những ngày này, không khí thi công trên công trường dự án hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 3 khu công nghệ cao vẫn đang rất khẩn trương. Các hạng mục của dự án như tuyến đường số 17, 20, 21, 30, hạ tầng kỹ thuật đường bao Hồ Hòa Trung đều đang được thi công đảm bảo tiến độ đề ra. Ban quản lý các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp và công nghệ cao Đà Nẵng cho biết, ước tính 6 tháng đầu năm 2021, tiến độ giải ngân của đơn vị đạt hơn 52%. Ban quản lý dự án đã quán triệt tới các nhà thầu là đảm bảo thi công trong tình hình dịch bệnh, đảm bảo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Thì trong quá trình thi công là vẫn đảm bảo cái tiến độ và như tiến độ giải ngân theo yêu cầu. Xác định đầu tư công là vốn mồi giúp kích thích tăng trưởng, ngay từ đầu năm, kế hoạch vốn đã kịp thời được phân bổ cho các đơn vị địa phương. Cùng với đó, các giải pháp tổng thể cũng được triển khai đồng bộ. Đặc biệt, thành phố đã thành lập 2 tổ công tác liên ngành để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong triển khai đầu tư các dự án, cũng như tháo gỡ điểm nghẽn về mặt bằng tồn tại thời gian qua tại nhiều dự án trọng điểm, động lực của thành phố. Hiện nay thì trên địa bàn phường có trên 10 cái dự án. Trong đó có những cái dự án trọng điểm như là dự án của khu du lịch Lòng Văn, dự án Cảng Liên Chiểu. Ban thường vụ đảng ủy phường cũng phân công các đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy, các đồng chí trong ban chấp hành và các đồng chí lãnh đạo của ủy ban dân phường phụ trách từng cái dự án để theo dõi và thực hiện cái tiến độ của dự án. Và đối với mặt trận đoàn thể thì ban thường vụ đảng ủy phường cũng có chỉ đạo mặt trận đoàn thể thành lập các cái tổ vận động đến từng cái dự án, từng cái người dân mà nằm trong cái dự án để vận động người dân bàn giao mặt bằng. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng, ước tính đến 30 tháng 6 thì giải ngân vốn đầu tư công của thành phố đạt 30% kế hoạch trung ương và 23% kế hoạch Hội đồng Nhân dân thành phố giao. Trong đó, nhiều dự án trọng điểm, động lực có giá trị giải ngân cao như dự án khu công nghệ cao Đà Nẵng, dự án vườn tượng APEC mở rộng, dự án cải thiện môi trường nước phía đông quận Sơn Trà hay dự án tuyến ống thu gom nước thải đường Nguyễn Tất Thành. Đã tham mưu cho thành phố rất là nhiều giải pháp. Trong đó có những giải pháp nó gắn liền với trách nhiệm của người đứng đầu của các cơ quan đơn vị địa phương trong triển khai thực hiện. Và cái nội dung đó là hiện nay nó đang gắn và nó xuyên suốt trong quá trình làm, và chúng ta đưa ra những cái mốc mà giải ngân thì giao cho các đơn vị phấn đấu thực hiện. Thực tế trong quá trình triển khai thực hiện giải ngân thì các đơn vị phải tiến hành rà soát lại các nhiệm vụ của mình trong quá trình thực hiện. Và nếu như mà không đảm bảo thì phải thực hiện cái việc điều chuyển vốn cho các công trình khác để đảm bảo là cái tiến độ giải ngân của từng công trình cũng như tổng tiến độ của toàn thành phố. Hiện nay dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Các ngành chức năng thành phố và các địa phương vẫn đang đi đúng hướng với các giải pháp quyết liệt để sớm khống chế, kiểm soát dịch bệnh. Khi thành phố trở lại trạng thái bình thường mới, việc giải ngân đầu tư công chắc chắn sẽ có thêm những khởi sắc mới, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố.